Xin chào tất cả mọi người. Đây là bên du khách từ bên Campuchia qua du lịch tại Việt Nam và đi để tham quan tất cả các địa điểm du lịch. Nhưng mà bây giờ đang bị công an tỉnh Trà Vinh đang bắt và không cho tất cả các du khách đi vào địa bàn Trà Vinh. Nhưng mà trong cái hộ chiếu passport có đóng mộc đàng hoàng, không có sai cái chỗ nào. Với lại em là trong em đại diện cho tất cả các anh chị em, là cũng là anh em, anh chụp hình em là anh sai đó, anh muốn chụp anh chụp cho đàng hoàng á. Em là dân, em có quyền giám sát, còn anh chụp hình em lén là anh sai đó. Đấy, đây là tất cả các du khách ở bên Campuchia, người ta đi qua có mộc đàng hoàng, không có sai gì hết. Bây giờ đang bắt, nên mọi người chia sẻ bằng ôn chui xe từng ngõ khnì ni pu ở nhà tho pu poli yun we ham khot bơ chia chun khmai jeung nei mau thveu bon khai mon son a dau na khai prat tpeang hay chi vo tra pi prom dan mau alau vi ke ao chlong pi nu mau ban vo tra mien trem trau alau ke ao jeung chlong nai ngai alau bong pon nếu mà nói như thế là chắc sau này Việt Nam khỏi cần qua Campuchia hoặc là đi nước nào đấy. Người ta qua bây giờ xe, bây giờ không cho xe đi cũng phải cho khách người ta đi qua bên kia người ta ăn uống chứ. Cho đi bình thường. Chứ nãy anh hỏi anh nói đâu không cho qua bên đó. Anh vừa trả lời em nãy. Em có video nãy. Anh chắc không? Anh nói không. Anh chắc không? Tôi đó là tôi chưa có quyền để tay. Ờ nếu mà anh nói vậy tôi chấp nhận. Em người ta này nè, không mấy đó cái đọt đây nè. Bây giờ nè, anh phiên dịch nè, nói anh phiên dịch nè. Bây giờ tôi là người phiên dịch, cũng là trong đây tôi là người Việt Nam. Dân Việt Nam. Nhưng mà tôi đang làm cho anh phiên dịch đây ha. Bây giờ tôi hỏi cho tất cả các bây giờ còn người có thể xuống đây thuê xe khác hợp lại thì đi. Bây giờ không thuê xe, bây giờ cho người ta đi bộ qua bên kia. Ở thế nãy anh không trả lời. Anh trả lời không đúng. Anh nói không cho đi, hồi nãy anh không cho người ta đi. Bây giờ được chưa? Rồi đi bình thường phải không? Cái này rồi. Chứ bọn phố ai tư được ban. Rồi ok. Vậy là người, tất cả các người có thể vào tỉnh Trà Vinh được. Vì cái này là hợp pháp, có hộ chiếu. Tài xế với xe. Rồi. Người thì anh cứ đi bình thường. Đi bình thường. Ừ. Đó là cái. Anh đi đâu? Đây là công an giao thông tỉnh Trà Vinh. Và cũng có đồng chí, nhiều các đồng chí lắm. Qua đây chặn xe từ nãy giờ, lập biên bản cỡ 2 tiếng đồng hồ rồi. Không cho các du khách. Mà đây là mình tính ra các du khách mà từ Trà Vinh, họ từ Campuchia họ xuống đây cũng là khách nước ngoài. Tôi tính ra là tạo điều kiện cho Việt Nam đi du lịch, đâu có làm gì đâu mà mắc bậy bạ cho Việt Nam đâu. Người ta có hộ chiếu và hải quan, người ta xử lý đàng hoàng, xe có giấy liên quận và đi hợp pháp, không có sai một cái chỗ nào hết. Rồi có dán giấy tờ đàng hoàng liên quận qua đây, nhưng mà các anh làm việc khó. Đây cũng tôi cũng biết là lực Việt Nam là sao. Tất cả, nếu mà vậy tất cả các khách bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Malaysia họ xuống đây tất cả phải bắt. Nhưng mà chỉ là khách Campuchia qua Việt Nam sao lại bắt như thế. Trong đây có trẻ em, có người già mà họ xin đi ăn đi uống nãy không cho. Mới bắt đầu mới nói là câu cho. Nhâm xong xuống mới. À lời bây cái bơ mà ngay lan Việt Nam và từ lan khmai tao sụp khmai dẫn nè. Và hay mà con lan nè, khmai dẫn mình thơ ấy nè. Và nhâm xong xuống gì. Bọn con canh tụ sắp lan lai được không? Khi này thọt video tục. Mên, hay mà khmai mau Việt Nam mà đón lát cả bọc bạc mốt. Mên ta. Đây là công an và tất cả các tôi gửi video này lên tất cả các người làm việc trong sở và xem công an tỉnh Trà Vinh. Em xin xem tên của đồng chí. Đồng chí che tên như là không được rồi đó. Xin biết tên để sau này biết. Nhưng mà đồng chí phải cho biết cái đó là tên của đồng chí là ai. Anh đứng mà đâu có làm việc đâu. Các anh giám sát anh em làm. Rồi chắc rồi phải không? Rồi tí là cho tôi xin quay lại cái tên. Rồi ok. À, công an mà nói nhiều lúc này lúc nọ đâu hết rồi. Passport quay trem trâu. Đúng rồi, nếu mà sai là sai ở biên giới rồi là người ta không có thể là qua được. Nhưng mà ở đây các anh đang làm khó ở đây, không cho người ta ăn uống luôn nè. Đây là công an tỉnh Trà Vinh, mọi người chia sẻ lên công an tỉnh Trà Vinh. Đây là du khách từ Campuchia
và họ đi du lịch tại Việt Nam, họ đi làm phước cũng là đi từ thiện cho dân Việt Nam. Mà làm sao có vấn đề gì phức tạp vậy anh tự ha. Tôi nói là cứ làm việc bình tĩnh không có sao. Thì làm đầu thì em không đủ giấy tờ. Thì không đủ giấy tờ là xe tôi không ý anh nói là cái đó là trên cung vị giấy tờ. Rồi. Còn mình làm sao nói là tình nghĩa, thấy bà con vậy thì bây giờ em chỉ là xin đưa xe, xe hay xe khác đi, xe này không có được. Đó, bởi rồi, bây giờ mà trong giờ này thì anh kiếm, anh kêu em kiếm xe thì bởi vì anh không có được em rồi. Này cái bông thô bạc dân á bông bồn á cái bông cầm bông rùm lốp xít lơ và chia chun khám ai không sao đâu, cái này là bằng chứng mình quay để giám sát, mình dân có quyền giám sát không có sai gì hết. Quay chanh mà hồi đi ra Việt Nam ở bên này bay trên nhau hơi hay ớt ơi bay giúp anh Việt Nam thì tôi có trâu và nhiệt nhuộm màu miền bành hà sống một hiệp vậy giấy tờ đầy đủ, xe giấy tờ đầy đủ không có sai chỗ nào. Nhưng mà mấy các đồng chí làm khó, cái đa xin em dương quay passport miền trọc cron ở miền khô cả lại nà tê bóng bồn á. Miền khô cả lại nà tê là dương mơ nè. Ca lùm ba bóng bồn không ai dương, hộp bài hộp ấy chứ nè. Bạn đây 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 các anh em xem ha. Cái đây là bên dân công an Việt Nam đã đang chèn ép các du khách bên Campuchia qua du lịch tại thành phố Trà Vinh để đi tham quan nhưng mà đang bị bắt và không cho qua tỉnh Trà Vinh. Bây giờ có cơm mà ăn ở đây luôn, thấy tội nghiệp không? Ba, hiểu nè, nít nè. Ba. Nhóm lái, nhóm phun lái, lái ơi bị phục luôn, bạn có bật đăng thay duôn về thợ bạc không ai chứ ba. Nào, mà nghe ở toàn miền bài mà crop nào thế. Hốp hốp, ba, ba. Hốp hốp, hốp. Cái này là gì? Thời can. Này, lai tới, lai tới. Lai tới, ăn khó thế. Dương lai tôi chỉ phó tang. Ăn khó thế, lai tới. Tôi sai với tôi, nhưng không sai với tôi. Sai với tôi bạn. Dương không khó cho bắp đi. Mình không sai, mình không sợ. Dương ăn khó, dương ăn khó. Giấy tờ mình đi hợp pháp. Đóng dương bó tra passport, mình trem trời. Thơ bạp khmer dân chả nè bông bốn nè. Mà lâu kìa đòi chá lo tới nè. Cái đá xanh em cực cron, lan ấy cực cron được không? Bạn cực bông lai phê chì vứt khmer cơ rộm. Bạn mình đâu có sợ gì, mình nói đúng. Không có nói gì sai hết. Chứ bây giờ đây các dân du khách họ đi du lịch mà họ có giấy tờ đầy đủ mà, và đóng mộc mà chạy từ Tây Ninh xuống Sài Gòn, xuống Long An, xuống Bến Tre, tính ra là mấy tỉnh thành mà không có công an nào bắt hết. Và bên biên giới cũng không có ai làm khó hết, đi rất là dễ, không có gì hết. Nhưng mà qua tới đây thì lại các anh làm khó và làm khó các dân, tổng cộng là 125 người, 3 chiếc xe 45 chỗ mà không cho qua. Là cũng không hiểu lý do sao. Kính gửi video này cho Thủ tướng xem với, và Đại sứ quán Việt Nam xem. Đây là khách du lịch ha, họ đi du lịch tính ra là họ tạo điều kiện, cũng có thu nhập vào nước của mình. Không phải là họ đi sai trái phép mà họ buôn lậu họ gì đâu. Tất cả các xe đi đều đúng, không có sai. Nên mọi người chia sẻ đây, mình cũng là người Việt Nam, mình cũng hiểu biết chút đỉnh,
nhưng mà cái này cảm thấy nó sao sao miền khô chấp bắp ấy bằng bồn á dương màu ở miền khô chấp bắp tê bỏ tra passport nên trem trai ở miền khô chấp bắp mình tích nát tê nên người bởi khô chấp bắp cứ nói cái lạnh prom đá này ấy không nên miền dê dê ta ta cha cha sực yuan mình chơi ngay bạn việc đôi khăm ai dương tê sực yuan có thể hát phát mô bì lan bàn cùng lại nhưng là nho đai nho chơi cái này về dân tư cụ còn đến thua bạp mai về dân nó tự rớt xe đầy đủ giấy tờ, xe có giấy tờ đầy đủ, có giấy liên vận bằng lái đầy đủ, nếu mà không đầy đủ thì sao người ta cho chở từ biên giới qua tới đây được, rồi chạy mấy tỉnh thành từ đó xuống không có ai bắt rồi sao qua tới đây không cho vào, gần tới nhà rồi nhà người ta đang xếp bàn xếp gì để chào đón để tất cả các du khách là đi rồi đi tại chùa đi gì làm phước lễ trong dịp lễ Sen Donta của người dân tộc Khmer, nhưng mà không biết các anh đã làm gì. นูเฟกนูเฟกเนี่ยไปซ้อมโลกันเจตรองคือเมื่อตอนโยมที่มันได้โจชั้นนูเฟกไปอย่าซ้อชีวิตมากรอมบ้านไอ้จังไปก่อสร้างอ่ะต่อนี่ไปซ้อนี่บ้านไปซ้อนี่บ้านนี่ซ้อเวียดนามกับบ้านไตรซองครบฐานธรรมนั่นไงพระเทรานุเทระครูพระองค์ช่วยเมื่อทางเลยซองในการเจียตรองខ្ញុំគណៈនិមົນញាតិញោមជួយញាតិញោមមកចូលរួមកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរខាងជារាចរណ៍នឹងអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅតទេហើយក្រុមខ្ញុំគណៈនឹងស្របច្បាប់ឲ្យប៉ាសពតមានគ្រប់គ្នាឡាននឹងក៏មានលិខិតស្នាមឲ្យត្រឹមត្រូវដែរ ឥឡូវបើហាមគាត់អញ្ចឹងតើបរិស័ទអីមកធ្វើបុណ្យមកចើចអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមស្នើសូមទៅដល់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនៅខាងហើយកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតើតែដីវៀតណាមហ្នឹងហើយជួយមើលនិងជួយស្នើទៅលើផងដើម្បីបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងជនជាតិណាក៏មានសាសនាដែរអញ្ចឹងសិទ្ធិនៃការយើង ក្រុមហ៊ុនយើងគោរពសាសនានឹងគឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានខុសច្បាប់ទេគឺយើងសិទ្ធិនេះក៏មានយូរហើយនឹងហើយសិទ្ធិអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏មានជំនឿប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការគោរពសាសនាដែរមិនមានកំហុសមិនមានទៅទៀតមានអ្នកណាទេអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមជួយនឹងហើយសូមជួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងលើកសំណើឡើងដើម្បីមាន ផ្ដល់សិទ្ធិបរិស័ទគម្រូលកម្អួយបរិស័ទមានការលំបាកអញ្ចឹងទៀតណាបងខ្ញុំកាន់ណាអរគុណច្រើនសូមផ្ញើឃ្លៀបវីដេអូនេះទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN ដើម្បីបានខ្លំមើផងនេះជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបានរំលោភសិទ្ធិមកលើពជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមកទេសចរនៅខេត្តព្រះតាពាំង មកធ្វើបន់ខែមន់សន្តិដូវដែលក្នុងនាមជាភ្នៅទេសចរហើយការដែលមកនេះគឺមានលិខិតក្តាស្នាមលិខិតឆ្លងដែននេះមានវ័យប្រថាប់ត្រានិយាយរួមទៅគឺបោះត្រាលិខិតនេះគឺដោយស្របច្បាប់មានវីសាមានអីត្រឹមត្រូវអត់មានខុសច្បាប់មកបន្តិចណាទេគឺដើរដោយស្របច្បាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែមកដល់នេះត្រូវពពួកអាជ្ញាធរទាំងអស់នេះពពួកប៉ូលីសទាំងអស់នេះចរាចរណ៍នេះ
rì riêng hàm khót mà nói phụ khót nâng chô tư căn khai Phật Tập Piang cứ chlong tại rành ní cứ chô khai Phật Tập Piang này tại phụ khót nâng nói chô khai Phật Tập Piang tê thì nhóm này dê không nên miền này dê dôn khá này dê khám ai khá là bằng bộ này chia sẻ đời xa nhưng tao tên này dê dôn bởi vì dê khám ai dê đập tập khám ai khá này chẳng ai mình trai dôn bật bàn bằng đài nâng ngay nãy mọi người đã xem rồi là ông sư ông từ bên Campuchia tính ra là ở Việt Nam có rất là nhiều chùa của người Khmer mở sầm mơ ruột đi mở sầm mơ ruột mạnh đi mở đây thủ tướng chính phủ và thủ tướng Campuchia và thủ tướng Việt Nam cũng là đoàn kết nít tây bosan tu Việt Nam nơi khmer nè ngài dương miên xã ca khi lo chẳng hạn bàn tay kê ớt oi đầm lai dưới cái cầm phung kịp sừng cọt dương chỉ ca bụng piên xích đấy hay là đất lơ lá nó miền khmer khmer miền khmer chư tiệt hay ta ta dây dây chà chà tiệt tính ra trên xe có người già 70 mấy 60 tuổi họ đi làm phước và có trẻ em và có người bị tàn tật bị dương thì dây đời sọp cho bắp dương ọt khai tế các đàn nam dương cọp cọn ọt miền dương màu thưa bơ này vô bay ọt miền màu bùm phu bùm phu ấy ọt miền màu thưa ấy tế bom phun chui xe được không cái này clip này thì ngày cày bom phun màu tê cho nó khăm ái nó cầm chia cày bom phun đằng khăm ái cày mà đằng hay từ công lan ấy cứ cầm hôn cái thalo bọt lan đực phi nhiêu bò tê đực phi nhiêu nhiều rồi mới cứ chua lan tràn mình men đi nè ai mò bị nước máu bàn mà đó lấy cái ăn oi mà chỗ to từ tiệt mà đừng tham vì dạng mạnh các anh cán bộ không biết ông các anh đang lập biên bản nhưng mà hồi lúc đằng ban đầu mình hỏi là cho người dân đi không mấy ổng là nói là không cho rồi xong hỏi tí nữa hai ba lần mấy ổng các ổng nói là cho bây giờ đói quá lấy cơm ra ăn ngồi dưới đây luôn tại trạm thu phí ở dưới cầu Cổ Chiên ở đây bên kia là cầu Cổ Chiên xuống đây tí là trạm thu phí mà mình đi vào địa phần của thành phố Trà Vinh rồi các du khách họ mà qua Trà Vinh họ cũng có ý tốt để qua đây để làm phước tại vì trong tỉnh Trà Vinh có tới 140 mấy chùa của người dân tộc Khmer vì qua đây không phải là qua để mà phản đối hoặc là gì hết để đi từ thiện hoặc là đi làm phước để đi du lịch khi mà khách nước ngoài nhập vào nước Việt Nam sẽ có lợi ích cho Việt Nam nên đây họ xài tiền đây tiêu chi phí ở đây tạo thu nhập cho nước Việt Nam nhưng mà không biết tại sao các anh không cho vô tôi cũng không hiểu sao nhưng này dây chỉ miền khmer không miền yuan không nè bóng bốn nè xong mình chia sải để xa phê ní miền khmer không miền yuan phong xe thằng ông khnì ní chán nè bóng bốn khmer dương ấy bực khô cho bắp nên cứ mình bàn cho lòng đàn màu bàn tê bàn tay ní xong cho bắp dưỡng ai miền bị chia chốn nhưng miền sệt khò mờ xe từ ngon kia vào bên xe đó nè nó ôm ôm dây mình bây giờ bận trong mà score hôm nay cào mà lâu kết thôi sọ sọ hay khom hay
lâu kia mau kia kia thưa tục dương tiên này chứng này kia ở đó xích rải phiệp ở dương chứng bằng ta nâng ngày hay ăn miên là na chai tiệt miên na chai 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 của ban này mình lăng hậu xì hậu ban này lỡ ai cái đồ lan ai lỡ mạch được bên chứ lỡ bà lỡ tay đồ lan bà cho mà thơ cái sao mà mua thơ xây kia nâng ngày trong mua mua thơ xây kia lỡ dân xua với bà slide mà dân ấy trong mà bà pra mà pra có hà bà tử bà trong tay ấy với nhằm trong áo thơ lấy bắt nó bò nhóm áo hạ nhóm áo nhằm tao lấy tục Việt Nam áo nhằm xua bà tha bà thơ vừa group kê thì vừa mà ngay vừa tới khmer phải mà roi lan mà con lan thì họ khmer mà nâng này mong là chỗ đã khác biệt riêng nâng này à lấy những khó tới những khó những lai tập từ nâng này chúng ta bón đây dùng tới tân an ô hôm nay lai view lên thiệt chứ xem tới hơn 1 triệu người lai nói lộn hơn 1,000 người lại các anh đồng chí đang làm việc lập biên bản nhưng mà không biết ra cái lỗi nào. Nhóm này dê cho nó đang dê tiết đấy bông phôn. Và bọn bọn chui xe đang ngon khá nè. Đừng thà dùn vì cho đầy khám ai xe ruột nè. Còn bằng tay bê để khám ai cho đầy dùn cứ bà bạ. Bê để khám ai cho đầy dùn cứ bà bạ. Việt Nam khi mà xuất nhập cảnh vào khám ai rất là dễ dàng. Không có gì hết nhưng mà khi mà Khmer hoặc là vào Việt Nam thì sao lại khó khăn như thế tôi cũng không biết. Nếu mà khó là khó từ lúc qua biên giới, lúc mà đóng mộc này nọ. Cái này cứ màu Campuchia cầm căn bên còn vận tải là lấy tàu cái tiện nó cái lãnh cầu cô chiên cái ở đó dân chlon ấy hay nè để màu nước miền passport đi tem tàu từng off về miền tiền và song tiền và song bay buôn và ong cái này xong và ong cứ chưa đang phong lấy cái ở đó dân chlon thế này màu căn bên màu ấy màu tây sài cho sao bom bom ôn khla cột cha cha comment tiếp vận tải là lấy cái ở đó dân chlon từ cái thay dân khô cho bà vận tải cái đa sanam passport ấy quay tra tem tàu miền visa miền đi màu cướp còn hay mà nhà lâu nên ngày lâu mà nhà lâu hai chỉ pi bảy máu này pi bảy máu toàn thôi hơi miên cha cha tiệt là toàn hộp bài số bài nhầm cái ná còn toàn bán hộp bài không này lục sinh manu hay lục sinh manu tiếp tế ban và ca tu tiếng sạc lô ấy nên ngay này video này bộ ban sắm đặt ban khởi có chia phong tiền nào ấy đặt bị chia chun khăm ai dưng bằng chlon bắt tay mau lên tay sẽ cho nơi tin đi nên ngay sắm đặt chui ăn ra công phong hay bật tập hiệp khăm ai chui môi Việt Nam mạnh vĩnh bị phục tu tiếng bị phục luôn bọn em miền tức sát đấy, xong hôm tí mấy hẹp anh, hẹp ơi nâng này, lâu bạn đứng ngay nè nên ngay cái ở trong này khmer dân chụp khnề và ha sao anh
quay lấy mặt. Không, mình quan sát mà, mình dân có quyền quan sát, mình quan sát. Chứ bây giờ cái này là tội nghiệp cho người ta đi từ cam mà giờ này chưa được ăn uống này nọ mà có giấy tờ hợp pháp mà không cho dân qua. Đúng rồi, người ta qua du lịch qua đây tính ra là tạo thu nhập cho nước Việt Nam nữa, không có sai gì hết. Qua du lịch rồi người dân ở đây tạo điều kiện thu nhập cho nước Việt Nam mà đâu có gì sai. Nếu mà người ta sai từ lúc mà qua biên giới lận. Phải live stream cho nổi tiếng tí cho thủ tướng chính phủ xem chứ mới biết. Đi cho nhà thôi nè, post map nha. Này này. Bọn chú canh nhầm phép. Like thôi ở đây đi. Like thôi, mục của Linh là like hả? Không like. Bởi tham mà nói chỗ, mà nói kia chỗ mình cũng đem đó. Thì bởi ôi chỗ mà đo này. Thì dục tiệt, từ bài tập ấy. Anh cho vô đi anh, rồi ngày mai em bổ sung thêm sao đi. Giờ anh thấy có hai tới hai em năn nỉ luôn á. Bà con cái này không quyết được. Anh thấy người ta đi chùa chứ thiệt luôn mấy em năn nỉ luôn á. Nhưng mà tôi mấy chú biết được. Chứ giờ anh dòm nè tặng bà già không luôn á. Các anh làm việc mà không quyết được rồi sao trời. Ký thì được mà làm việc thì không việc được. Bây giờ mấy anh thông cảm thiệt luôn đi. Trời ơi. Ký đi rồi cho quay đầu chứ để chờ bà con người ta nói đồ này kia. Không, anh ký rồi sao, dân ở đây thì sao? Về liên hệ công ty bổ sung chạy xuống. Đó thì bây giờ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ em ở đây em ngày mai em sẽ chọn cái đó. Rồi em cho xe anh xử lý sao phải cho hợp tình hợp lý chứ phải. Hợp tình hợp lý bây giờ là. Vì đó bây giờ anh kêu em qua bên mình. Lại một cái nhà nhỏ cái nào mà có mấy chục người không? Mà trong khi người ta khổ nữa. Bây giờ người ta dặn làm anh làm anh biết là làm đúng theo nguyên tắc. Nhưng mà anh làm phải có cái tình cái nghĩa chứ. Trời ơi, người ta già người ta đi chùa không à anh ơi. Bây giờ không, bây giờ kêu tài xế vô làm việc đi, không ký thì thôi. Không ký thì là không thống nhất thôi. Không thống nhất là sao? Anh rồi, anh nói tên gì rồi? Sơn hả? Miên là cái ca, miên của ma. Anh ấy kia, anh ơi, chối lấy cái ôi quay các ba bỏ cái ròi quỳnh. Em tên chị kia, anh xem đi đấy. Vậy bây giờ em hỏi lại, vậy là tất cả các dân là cho đi, xe là không được đi phải không anh? Em xin hỏi lại một lần nữa. Đấy, đây là dân hỏi là công an không trả lời. Đây không biết là đồng chí gì che tên rồi. Đây là hỏi để xin cho tất cả các du khách để qua các vô tỉnh nhưng mà ổng không trả lời. À, bà con ở đây. Còn cái lộn thì cái đó bổ sung sao cũng á. Bây giờ là phiên bản thì xảy ra vậy. Rồi giống như anh, nếu mà làm cái bản rồi anh qua bản thì rồi xong anh chồng lại. Đúng không anh? Có ý là bây giờ mình hỏi anh. Hỏi cho kỹ. Qua bên kia là em có đủ hồ sơ là em được phép em quay lại đúng không? Được, không biết làm sao đầy đủ. Là những cái ông nhẹ kia vòng này. Rồi. Cái trong này gì? Cật an hơi. Cật mà này thay lan đi. Cật đừng vươn các ba tư. Cật lại khát cùng bông được xây vĩnh. Hai thơ cật đá cổng hay. Cật đừng vươn mà vĩnh cho ai chỗ. Nâng. Cật đá xin em. Cật trong gì tha. Pê để thua đồng na. Ôi mà chắc lan vươn bọ các ba tư cổng hay vĩnh. Hay ôi thua cật đá xin em. Cật đá xin em. Cật đá xin em. Cật đá xin em. Trong xong có ai lan nắng đặt nhiều tổng hóa ta đặt vì mình pro tăng sân vì mình pro nãy chạm bộ ta thương ai cả xa sân ta ai chẳng phải nhiều ai đòi dương 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 mà đòi chết đòi của đại rồi chẳng hết nè anh tổng đó anh tổng tổng đó rồi
Rồi nếu mà vậy thì các anh làm việc đi, nếu mà nói vậy cái đàn xe nam nó hay không? Mà tay mang cái check tăng passport không phải cực. Là bây giờ mình ký xong qua bển mình có đủ đúng rồi, đúng rồi. Thì là lâu mình hỏi thơ cái đàn xe nam đến ai quên là cái đói đọc đi để nghe hết tất cả dân biết nghe. Đọc lớn lớn nha. Đọc lớn lớn nghe luôn. Bạn. Bạn. Lang đó tôi đón luôn cái thưa cái hay quên mà đi vinh. Nếu từ chlong spin này hay mau vinh này quy từ sẽ xin nhớ chmu chlong à spin nít spin này nghe spin này đây chlong chỗ khăn khăn xinh thưa cái hay mau vinh im lặng đi nghe. Là người chứng kiến là Võ Bích Điều, nghề nghiệp là công an em, địa chỉ là phòng an ninh nội địa công an tỉnh Tây Ninh. Rồi anh là tên là Sông Bát. Ngày là 1/2/1988 em. Campuchia. Nghề nghiệp là lái xe em. Địa chỉ của anh là Campuchia em. Rồi những địa điểm khác. Đọc thì như học lớp 6 rồi trời. Sau đó đi nè riêng nặng tìm vào mùi. Hợp đồng sử dụng, hợp đồng bằng văn bản. Giấy không có hợp đồng vận chuyển tiền. Rồi hỏi anh ha. Anh sẽ bán hàng cho cơ quan công an biết chủ sở hữu của xe ô tô khách 30H6789 là ai. Rồi anh đáp ha. Anh sẽ bán trình bày của anh. Xin trình bày chủ sở hữu của xe ô tô khách biển số 3H6789 của công ty Gamwatch gì đó. Tiếng Campuchia tôi không đặt. Đọc tiếng Việt cũng thấy sai. Rồi hỏi ha, anh xin bác cho tôi quan công an biết. Anh có mối quan hệ với công ty này là như thế nào? Rồi anh trả lời là tôi là tài xế của công ty. Rồi hỏi anh Sam Bát cho tôi quan công an biết ai đã giao xe này cho khách đó là 30H6789 cho anh ha. Rồi anh đáp là anh Sam Bát xin trình bày là vào khoảng là 19:15 ngày 6/10/2013 tại quốc lộ 80 Đại Phú, Trà Lâm, Trà Vinh. Anh đã điều khiển xe ô tô khách biển số 30H6789 là chở hành khách. Thu hợp đồng bằng văn bản giấy. Không cho hợp đồng vận chuyển ha. Cho ơi. Cho hành động hồi nãy giờ em không hiểu. Nói chung là gì nè, anh nói anh hiểu anh ấy. Nội dung anh chở khách là anh không có hợp đồng vận chuyển khách. Không hợp đồng vận chuyển khách. Ủa, anh kia anh không dịch anh nói có đầy đủ mà. Đâu? Này bon bon mau bị khmai mau bị Campuchia mau cam bị thi bon chum bun mau thua bon khai mon son ở đây nó khmai cào mình thấy trời phụ vừa ly hay nhà thoi yon cái ham khoa ở nói chôn khai pratapeng đúng.
lỗi nè. Bây giờ nè, anh muốn mấy anh muốn có hợp đồng vận chuyển. Bây giờ mấy anh muốn mình về Bến Tre. Ngày mai có hợp đồng vận chuyển. Thì bây giờ mình về cứ về Bến Tre. Nếu sao mình có hợp đồng. Bây giờ mình làm đi. Bây giờ cắm lấy rồi mình qua bển. Anh này anh giải thích cho nghe. Anh hỏi cái này nè. Bây giờ cái bằng lái cho em lái xe này được không? Được. Sao lại anh nói không phải nói? Anh không có làm chuyện cho anh đâu mà nói. ออกคนบงพลบันโจร Thì nói cho anh ta trước đầu vậy đi, như vậy. Bây giờ viết chữ thật, Đúng rồi, tội nghiệp bà con nhé. Thì đó mấy anh biết rồi. Hai giấy tờ thôi mà làm ba gần 3 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, hô quan người ta cho qua mà ở đây không có. Với lại chạy mấy tỉnh thành mà qua được mà qua đây qua không được. Kỳ không, thấy kỳ không? Cửa khẩu người ta xét, hải quan người ta xử lý đàng hoàng, người ta cho qua với xe hợp pháp, không phải đơn giản. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà xíu sao người ta cho qua, nhưng mà lại đây lại qua tới đây được, mà vô đây là không được. Mấy ông này cán bộ này không có thông cảm đâu. Thấy dân này mấy ông, mấy người già người gì mà xin đi ăn uống đi tiểu đi đái mà không muốn cho xuống xe nữa. Đúng chỗ nào mà đúng. Tới nãy giờ không thì lòi ra có hai giấy tờ, kêu lấy giấy tờ hợp đồng đó mà lập biên bản 2-3 tiếng đồng hồ. Mình thấy cái ông ở bên kia chung tư. Rồi vậy là sao là bây giờ một hồi, bây giờ qua bên Bến Tre là... xong rồi cầm cái giấy hợp đồng nó quay rồi đi một khúc đường làm mà nay thay từ đó cả lại khách Bến Tre là cái thơ đang hợp đồng mà mấy lần từ bên nhà ba này rồi đó này mình thấy dân tu lan lan nó tôi coi vĩnh mấy thưa cái đàn snam thưa cái đàn snam nó khét long biên đi hái cái dân vừa mua bán nó tại vì trong thưa của bà vậy nữa thưa nào nín cái van đây mấy vị anh ở dân thưa của bà dân vừa nơi này ok ลาน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 
vui tôi khai cầm bông rồi xây cho vay đầu lên Bến Tre rồi xong mới bắt đầu cho lại làm, nhưng mà giấy hợp đồng nãy có nhưng bây giờ lại
không biết sao, xe đầy đủ giấy tờ, có giấy liên quận, hộ chiếu, passport, rồi xuất nhập cảnh qua từ Khmer qua Việt Nam bình thường, không có gì hết. Đây mà đang ở trạm thu phí, trạm thu phí tỉnh Trà Vinh, qua từ cầu Cô Chiên. À, nhầm trăm nào nâng, tới đó nhầm trăm nào nâng. Đâu em có trên xe đó đâu. Lên đi, em dân Việt Nam ở đây mà. Em bà con đó mà ổng. Lên đây xe. Lên lại đây. Đi đi sao đây. Một hồi nó ghé, một hồi ghé quốc mẹ nó kiếm chuyện đó. Ờ, lên là đi luôn á, tí qua là có hợp đồng rồi mà đi qua được luôn á. Em đi, em đi lên xe của em. Vậy là tí có hợp đồng rồi. Có hợp đồng tí là qua. Rồi ok. Rồi rồi. Nó từ con lan á bông bông á, nó bông bông khăm ai dân này mau bị khăm ai bố con đi thưa bạp chít bay mau bông bông hay heo bài heo tức cái nhóm mình toàn bán bài mà crop nào không mà ngay này phụ viên này đúng rồi, làm khó quá, có hai giấy tờ hợp đồng không lập biên bản mà mấy tiếng đồng hồ cho người ta ăn uống này nọ cho no, vài hôm nữa cái clip này lên đại sứ quán. Với lại trong cái đầu xe có dán mà là đi chùa Khmer. Trong cái đầu xe mình có dán. Làm tội nghiệp mấy ổng. Lỡ làm nữa cùng cùng từ thua cái đà hới. Long mà win. Nhưng cùng trăm nào ní. Kể ở nói cho nó là cùng cùng rạch từ làng từ khát bên tre với cùng rạch xây với cái rù. Nhưng cùng lái, cái rù làng mơ lái, nhưng cùng lái. Nè. Ủa em có gì đâu vô nói chuyện. Em là dân có gì đâu vô nói chuyện. Các anh mời em vô, các anh phải có gì mời em vô nói chuyện mà sao tự nhiên bật tài kêu em vô nói chuyện. Không có sai em không vô. Thà mà em chạy xe hoặc là em làm gì sai em vô lập biên bản em sai này nọ. Tự nhiên công an mà kêu rát vô đây nói chuyện. Cái đó là hơi khó rồi đó. Làm việc chứ đúng pháp luật chứ. Em cũng là dân Việt Nam, em không phải là dân Campuchia. Quốc tịch em Việt Nam. Không có mọc á thì anh cái đó mình chú Duy vẫn được.
không có bọc vui những như được, nhưng mà hợp đồng không có anh, thì đó bởi em mới nói với anh là cái là hợp đồng ở trên cái, ở trên vậy? Sài Gòn đó nó mấy anh em nhà xe không nói có cái bọc nghe đây là đi từ cấp điện đổ nó nghe nó chắc là sai nữa nha, không phải em đi taxi mà đoan gì chi mà đoan gì chung đang mạch đáy nhung anh không kiểm tra cái đó hả, anh có kiểm tra nữa không hả? Anh có kiểm tra hợp đồng đó không? Ủa chứ anh nói anh kiểm tra hợp đồng cho nên em mới ở đây mà bây giờ anh nói là ghé gước nữa bây giờ hết thời gian tôi dừng ở đây tôi đi, mà nếu mà ghé gước ở đây trong khu vực này có bị cấm dừng thì người ta xử phạt là chịu tới tổ khác rồi em hiểu, anh nói vậy là em hiểu rồi, là anh dẫn cái chốt cái nổ của anh chặn tụi em đúng không, thì mình thì đó anh nói vậy là em hiểu rồi hiểu rồi anh nói vậy đi, thì em có bây giờ anh đã hồi nãy anh nói cho em là có giấy tờ đầy đủ thì em có giấy tờ đầy đủ rồi là thì em cứ đi, cứ đi rồi ok tôi nói là khu này là khu vực cấm rồi rồi. Ủa thì một hồi cũng phải có giấy lại trình mấy anh vậy là khỏi cần trình nữa phải không, không lẽ giờ đi chờ trình. Rồi vậy là khỏi cần trình nữa, mình đi luôn. Không, bây giờ giống như anh nói anh ở đây thì mình trình. Rồi. Thì một hồi trình thì em có được em được phép em lên đúng không? Tôi nói là hết giờ đây tôi đi. Rồi. Còn những cái tổ khác là kiểm tra như thế nào thì anh cứ trực tiếp. Còn ở đây là hết giờ. Đó anh quay những lời. Rồi quay hết livestream luôn mà, không phải là quay bình thường đâu. Nãy đồng chí nói là làm việc xong cho em xin tên mà. Em chưa được thấy tên. Cái gì anh em hỏi người ta không à? Em là dân mà, với lại cũng nói bây giờ anh hỏi cái gì? Thì em muốn biết tên để sau này chứ đồng chí nào làm việc thì phải cho tên cho anh dân anh biết. Anh gì lại hỏi tên ta? Chờ ông đồng chí làm mà che giấu tên là không biết đồng chí là tên gì. Anh tên gì ở đâu đi rồi người ta? Thì em hỏi anh trước rồi sau này em mới giới thiệu là sao? Kệ mấy anh này, lấy ra loại tên em chụp để biết là đồng chí nào làm. Rồi em nói bây giờ em nói không, em tên là Chao Sarat, quê ở An Giang, rồi em là qua đây, em qua đây em du lịch, em là dân, em đi chơi tham quan này nọ, rồi xong em muốn biết tên đồng chí thì thôi có gì đâu. Về muốn thấy tên trên kia vậy đó, anh chưa thấy tên. Ờ, thấy công an nói cách khác không biết nói sao. Chở Út đi đây. Đi lại cái chỗ nào mà có trạm xe buýt á. Rồi xong rồi quay lại chở mẹ con. Rồi xong rồi quay lại cho con. Cái này là gài nữa đó. Rồi, cứ đi coi cái ông gài sao rồi xem coi. Nhung khai tới bóng phố hình dơ ẩn khô. Để xem mấy ông gài chốt chỗ nào nữa. Đó, gài chốt nữa chứ cái gì nữa. Anh coi làm anh chốt vậy đó. Anh coi. Dân Campuchia người ta đi du lịch qua Việt Nam cũng tạo điều kiện thu nhập cho Việt Nam, đâu có gì sai đâu. Mà chỉ là hai cái giấy tờ hợp đồng đó mà ông làm khó, mà nãy còn bắt kêu tên Srat qua đây ngồi. Thà mà mình sai này nọ, với lại cái này là cái việc giám sát của dân, dân có quyền họ giám sát. Quay video live stream này nọ cũng có quyền giám sát, đâu có xúc phạm nhà nước mà đâu có gì đâu, đó là cái quyền tự do của người dân. Hả? Kêu em vô đây ngồi. Mà làm gì? Em có làm gì đâu, kêu em vô đây ngồi. Thấy con em mất dạy không? Hello bọn phụ huynh dân chiên mà rồi nè, có chlong đàn từ nô hết, ế chlong spin tàu khang nô rồi mày thế tích cực vơi mà mình. Ê, bọn phụ huynh thua bạp khmai dân khlăng nè bọn phụ huynh. Dương mà thua bọn sao? Cái này báo chốt lại kia nữa, nặng mình nữa. Chẳng làm việc, cứ cho mấy ông làm việc mình. Đó, có giấy rồi mới chạy qua lại á. Ờ, cứ đi bình thường. Đi lộ bộ qua ngoài rồi. Đi lộ bộ qua đẳng đây có chỗ nào trời cho biết đó, mình đón. Chà mơ, bộ con nếu ai nhìn tới mình lấy bị chạm mà cả lại tiệt. Đi, xong bây ta vô khi nếu biết có bị thơ báp đấy, bị thơ báp ta không ai đấy, bị đồng lộp xích. Bị đồng phục đồng lộp xích đấy.
nhung toàn hộp ấy đây bông bồn mà ngay này tăng phi prenaco chlong đan mó prenaco chlong đan nhung tranh bị prenaco mó tại phụ cốt chlong đan mó cốt nhung chi tam bà đa tam phụ cốt mó là hô tại phụ lý tam tăng phi prung đan mó là hô tại lâu ăn oi chlong này là oi phụ cốt bơ được hạt bên tre từ cầm phong được say với mình hạt bên tre với mình được chứ nghe ờ thơ cái đa sanh mà vinh nè lâu lan mua tới bán là lâu lấy tới bịch tẹt lấy tới bịch đánh tam tiệt tới bán mùa lan ok dừng từ tam đây tới bán mùa lan hay mình tay đứng từ tứ đó là miên tẹt mà cả lại tiệt tránh từ bên ấy tẹt mà cả lại tiệt à nhưng mà toàn tới nhưng trăm nhưng tới tám còi nhưng chỉ tám còi với mình biển số xe hả 84A00 gì đó 104 đó nó đang điện kêu bên kia chặn chốt bên kia trước cái nữa bọn xa ra ta lan krong tôi thơ ai cả xa đằng bay nâng ai thơ ai cả xa đằng bay thơ ai cả xa đằng bay ở đây đây bọn bọn bốc mai bọn bọn này nơi không lan nữa cùng bà rom cùng bà rôi cùng ấy ở xa dương mau xa lọc chấp bạp cái này xa nam trem trừ bắt miên khô chấp bạp tùm lo cả lại nà thì nhìn chứng video được nhóm like video được nhóm thơ này vì chỉ phó tàng xa ra bọn bọn khám ai dương đừng ở đây mau đằng bay thưa bọn xuân tiên đấy mau thưa bọn xuân tiên ấy mau không niêm chỉ nhiêu á mình mến mau không niêm chia nẹt này vô bay được còn nẹt mau phu phu thưa ấy tê không niêm chỉ nhiêu sắp tạt ấy chlong đan miền vay tra passport vay trem tử ăn miền khô cái này nà tế bờ sân chỉ khô cứ prom đan kia nào dương chlong tê bom bom tra để chăm chứng phụ cuối nơi prom đan với ăn ao dương chlong tê bạn ta dương trâu dương sọp cho bạp hay miên vì xa hay pra trem trâu mà để sọp cho bạp hay được cho nó hơi cứ ọt khô tê phán này làn cái rõi làn phủ lý đây làn cái rõi này thì nó chăm nó đi bọn bộ ôn thằng này đạch bài nhóm cả đạch bài đây chạy mà chua nhìn dây bố có khá nật bố con phục mai bóng bố miên khmê khmê khá hay cất màu bọt màu và màu thua bọn thua tiền sao nâng à miên cái từ khô mùi dùng bạn trong cái lại nâng cái này gặp 8 đàn bị coi nhâm tiết rồi đúng rồi cầu cô chiên Bến Tre cầu cô chiên Bến Tre nhưng đa tôi muốn lấy bóng phố mà phía tiếp lan để xa máy lan dưới bàn tôi mua nhé nhưng là đa tôi lan rồi bọc nhung ừ là lan nhung này tin luôn anh đặt bóng phố dưới đường ở khả nha đừng nhung đừng kê ấy bằng thơ đậm na mà đòn đi vì dương màu tràn thấy dương mình mệt màu lại cả nặng khô chấp bạp tiệt dương màu đời sọp chấp bạp nè đời sọp chấp bạp màu không niêm chỉ phiêu mình mệt màu không niêm chỉ sợ trâu ấy màu không niêm chỉ phiêu mình mệt chỉ sợ trâu tê tại kia nói dương sao lo tê nè ngay nè hồi tới nữa khnhiêu với nữa vì tới tẹt chấp nằng cả lang mục môi tiệt sẽ chạm được mục mũi tiên cho hàng cà phê làng lá này bông bông
Thế thì vì từ xe chạm mà cái lái tiết đây. Hai bóng bốn trăm tạm đàn được không khá nỉ. Nhưng mà bật lái này nhưng tục tụi xăm. Bật lái này. Tại vụ con anh về vùng thơ đồng nào tạm bị cỏi khá. Màu ấy màu cho. Dương ọt khô chế bạm dương ọt khá. Khô chế bạm dương ọt khá tê. Thì tam bị cỏi màu cho đó nè. Căn thủ sạm. Là lan dương môi bàn thơ đồng nào tới đây. Chạm lan pi tiết chạm lan pi tiết chạm những chạm được tam còi chạm lan pi tiết bông bồn chạm tam đan được ngon khnì nó lan nó lan poli nè từ nó lan poli. Nhưng dương chịp nhiều tế sẽ cho. Dương chịp nhiều tế sẽ cho. Mình khô chấp bạm bây tế. Bông bồn. Nhiều tế sẽ cho. Nâng ai bông ọ khôn bông bồn chẳng là chú ý xe. Nói dương chlong bị khát cầm bông rửa xay bên trẻ. Chôn màu khát bắt đầu bèn ngay hay cắn hồng bạc làm bia tao nó làm pi màu tam còi làm pi màu tam còi dương đăng thập phụ con đừng chứng là chứng dương máu dương sọc cho bắp cái đá nam ấy cái dương sọc cho bắp đây ở đây thì bông bồn chăm tam đan tất cả một phim từng ngóc này video này nhấn like những chị vẫn đa những chăm lan bị còi khăn ong dương anh đất phục mai bom bồn miền mình khăm ai dương để quạt màu bị khăm ai quạt phần chlong đan màu chlong đan màu thì ọt bài ọt tực hay chlong đan nó tầm rom chanh mau tầm bị mau pram prực tầm mau đo lý mình toàn ban từ đo cả lại tiệt đo cả lại vọt phong cái tiệt kiểu nào dương từ ấy vì bơ bị khô nó prom đan nó khô nó trầm bẹt tập bèn mình thấy dương chlong đan máu buồn pram khát máu ấy ọt ấy ọt chụp ảnh hà từ chụp ảnh hà trong cả lại này kiểu nào dương chồ khát bẹt tập bèn ở những chỗ khai bắt tập bèn chẳng mơ nhưng mà tiền dương đang thở vì tẹt chậm anh chính dương rót lán dần sầm cái mỏi khô chập bạp chả cho bao nhiêu để khai virus lệ trên chỗ cọc bài sọc vàng hay bom pháo này nó lơ lan thì pi thì bay ban chạy đầm nào màu nữa ban chạy đầm nào màu nó lan tìm môi lan so lan so mấy lan tìm bay ấy ban chạy mồi to su dương mình men màu này vô bay rồi cả màu ấy thế hay nhóm chỉ chun chiết khăm ai chiết khăm ai thì nhóm nơi cầm chiết cầm khăm ai cầm đấy chứ xin chiết bởi nhóm vì chỉ Việt Nam thì chỉ thà chỉ vuông nhưng từ mình thấy dương miền chiêm cho chị khmer hãy lưu bom pha ôn màu bị khmer mà lên nơi khmer cầm dướng chứng dướng rì gri so mà nó rì gri rẽ tẹt xoa cung phục quật đầu du chết tục đạn mặt miền cai người anh tê nhóm lạc căn pê và liền đầm bay chun phục quật ở cầm san người lại đầm bon và bọt thì xa đôi chị sạc cu đôi chị tam vọt ở ràm khmer hãy sắp tới chị vọt để xoa cho bác cả lại người romani để than
Romania giật than để sắp xếp bám ở miền khô xếp bám cái này nè đang ngon. Bên tai trong chim nói đi vì bạn đây mà đó hay cái riêng chất bay mong một bộ này tăng bị mong mua gì chiên là mong của mà này mong mong của mua tăng bị mong của mua rồi hồi mà đó mong đi tớ hơi hết toàn hơi rồi số cái trăm tới sẽ nâng mức tiền nhưng mặt bàn mờ xa không mình mong bộ nó thế bộ bộ tới xa cũng vùng bạc làn chlai vì ăn bán tại video này lại tục chỉ phó tàng lại tục chỉ phó tàng xem rạp đồng nào nóng ngay đi ngay nhóm tư mình men tư tại anh tê dừng chùn phiêu đào tê cho bộ môn rao tê vô là phiêu tê cho để bộ con chôn một căn bật tê ná cứ thua ai chùm nôn chôn từ căn bật tê nụ rì chấm ran bờ tây nu, chính bị phốp lố cái tàu ca ở phía nhiêu tây cho nó trôi bờ tây kia nó căng để trả cái rất tây khó, cái ớt miên là cái này, bài đi thế, bài đi mà đang thả bù con phơi dục cho bạn này một phơi nhưng gọi đơn, ai xô bù con mấy con chải lại xê mà đón con chải lại chi mà đón bù con chải lại chu, rồi bây giờ chuẩn mà mơ chải lại về tới chập đam con đừng lạ cái nạn cái rô lên bài xe nhưng như là sọ co này bóng bốn tam đan chui tam đan ngọt này làn bùn lít nó cào cái non như mùi làn bùn lít nó cào cái non như muối từ mục máy tí bảy rồi đôi ca muôn chân nhôm nòm bong sơn sơn thầy bong nông cầm bọc cọt mau đầm bay tiệt sơn nặng kịch thì đúng một test cho chỉ là cái nạn test cho đặc quật tăng bị prom đan mà tới cái tam tăng bị prom đan hốt mà đòi phải tập viện ngày ní còn chừng cái xua thật tao tam đấy tam con cô bẩm nòng ấy bực lo mớ anh chính dương hai chôn một hai chê ở dương xua nòng tới mạnh má dương xua tới nên từ chỉ ba nhà ấy mà tới vì cái lát tam thôi là cái nạn thua ở dương thầy dương chỉ bị chỉ chốn tới đại trâu của phụ ở nhà thó rồi của phụ rót thà bị bao tam clomer bảo nước ngành chính là rắm vì chụp chùa đấy vì pay tặng dương tặng kê ấy cứ pay vì bài năng an bởi dương này vô chấp bắp dương chết đứng ấy dương ở pay khai chứ để nhôm vẫn nhôm mất khai dương biên thưa khô cả na dương thưa khô nâng bọt bình chì cá thưa khô nâng chấp bắp mà bỏ rót mà nâng dương khó ai bạn ai bắt cái bàn thì anh chính kê nâng ai chạm tròn dương bàn chính đôi ca like video vì mạnh mạnh tăng vì đam đòi chọc máu dưỡng khơi sẽ cao một hiệp ơi người sang nhúng mình ban sơ xê ở ốc xích cái đây mà bốn like từ mức đó họ kìa mơ cái anh miên bánh hạ ấy nâng mục nhưng mà ban sơ xê ở ốc xích cái đây để xa dưỡng vì nhò đai nhò chơn với về đề trừ vụ kê thừa bạp để hỏi vụ còn về khá là nông crom nhóm crom để mò nướng phục quạt liên bài hỡi miền tây tràn y pu pu ấy còn tàu ca chọn bọt chướng vừa chương tư tàu bọt chướng ở bàn tàu bọt chướng ở bàn cụ ơi nói thóm á từ kia bị mạnh mạnh nhưng mà buồn nhưng mình chọn dễ nên dễ làm mạnh và hai chỉ cái tiệm một cái lái tiết là ngày tại mà đây thật tiệm là một đồng nè không ai không duân không gì vậy mình duân vậy mình không ai mà anh chỉ sẽ đạp đường ngon đi cái này ta tranh quá mơ đây ok mơ nè tụng cách ấy cách mạng này kia luôn nắng ngày và nâng cho bong bồn bong bồn được ngon kia mình tinh tiết nâng phát đo chỉ po được miên nào bong bồn được ngon kia rồi xa internet vì tục á cũng hai bất đấy chẳng có nào internet chẳng cần chẳng phải internet thay
lai ở xin đó. Để cái này chỉ bọt xa đá để khám ai bị khám ai mà lên nơi khám ai cọng từ bộ con đang rì răng bạp ni làng chạy lơ lan chạy passport à nâng chỉ tùm nuôi khô trư là bỏ nhà thoa dân ngọt tha tê cả chạy ấy nâng à nâng đầm bay trôi bị nứt bị khách cho lòng đàn tới lan là dân máu dân miên cả đạt ném hay dân vầy ấy trầm trư dân mưa tới ở tới công lan mưa tới ấy tới khi miên sự nhé chứ mua chô nâng nông đà răng bộ kê ó hơi ọt miên khoa cả lúc cả liệt cả lãnh nà tê tại bộ con nếu bị ắt xua cái lan nên vì lan cái cô lơ lan thọt chung vinh lan chạy tam lan cột trọ là họ cột bài sập giang nói vậy nết đọc vào môi cái lô tiết cái dân đó là tì cồng bạc bèng trào vinh này bạn cho bọn cái hào thật trào vinh hai cái nông cả đợt này mánh cứ miên và chia chun Việt Nam dân là dân khmai dân hà dân dân chứ cái mơ mơ chả là bình mến là khmai dân mà rồi mánh sổ tới tiền bạc xong tiền ấy bay lán vì mà rồi mà phê bạm nẹ tiền khmai này chả tiền tạc công tiền ấy với chô mà rồi xàm là vị trí chun để cái nơi chật chật luôn cái quỳ cái khlom mơ sập tới như tràn nẹt tiệt chứ với ai chụp một nưng mà rồi hà sập nẹt hơi sập nưng bù li chả cho vậy bù li xây tiệt vì chỗ đập nẹt tiệt vui tràn vì máy vì chọn chả cho đấy này dễ tới đó rương chưa chật về để khơi cái thơ ca bụng viên dân bạc này bạc này miền lan tam bị cao ấy màu mà nhà lâu ăn chlong ấy dừng rót mùi mùi ăn chlong được cái tam dừng đó nè chi lan vì ở đây bông bông vì còn bao nhiêu chi mà tô vì ở sài gòn tập hiệp đi mai cầm dương miền nè slap miền nè cút nè đôi xa trả cho nên trả này vẫn thấy ổn mùi là hạt cho bạn lo đi snai hai chiết dương snai hai chiếc bắp dương trao để che nhom dễ chứ nhom này dễ nhom chơi bị chơi sầm đầy nhom khai bị khô nên chiếc bắp ok chứ khai cái thừa tục dễ chứ dương này dễ passport rồi kia thì ăn gì thì đó là passport thì đó rót nát kia thì gì cái lại nữa để rót nát thôi khô mùi dớt những chứng dương gì cái lại nữa chống tịch từng này dễ nát mùi dạ đi nhưng mà ăn này dễ rương sệt rương khmai crom đá dương vơ trong ở bóng bầu được ở new score vì khmai crom cần để trả ơn đôi sẽ cam một hiệp mạnh cả đời này mạnh chứ đây bong bồn chung rung pizza khăm ai mau chứng tức vì thưa ai khăm ai bạc sạp bạc khăm ai nà đại phụ quật mà đại sói cất lên trong mà lên khăm ai có rõ mà cất thả trâu kì rì ràng bạp nì là hôn chứng cất chê thật khá lại nó đi vì chỉ ca muối được bày bồn bồn mà ở đấy thưa ở dưới thật khá lại chứ ở trong chôn mà chụp chung rung pizza khăm ai dưng được ọc nì tại mùi tại bởi dương vô là chấp bắp dương khá là hán dương nào thì máu dương máu đòi xrop chấp bắp ọt miền khô ọt miền ấy tê cứ đòi xrop chấp bắp đòi xoay bộ vọt bởi ọt xrop chấp bắp cứ chấp lòng đàn ọt rùi tê bông bôn trao được kịch chấm loại ni passport vay trâm trâu miền tra và thập trâm trâu miền khá là visa ấy trâm trâu hay khá nông để máu ní mình mên miền tạch mai tê miền tàng bò rực tê miền tàng vật rắn Amerik máu tiệt để cản passport vì khá là máu tiệt alo làm thanh tra ở đây cũ đó bạn nhôm cung rót này bạn tránh mở nhôm tránh ao bò tránh nhôm á này nhôm chỉ tới đây ok ok về
bàn chanh mau bằng vô làn bàn chanh mau ở đây thì đây khá lại cái tiệm cái vừa tục cọt nhưng mà chỉ mà tiết là nó ngọt đằng anh nhông nào tại lai chứ đo cả lai nút 400 đàn mới là nơi đã mơ đấy một pon chi pon chi máy bay pon chi là nơi một pon chi nhưng lai ở đây bằng phôn mơ tràn chính tại cái này lai bằng phôn tam đàn tràn bằng phôn tam đàn tràn này là lan dưỡng ban trông phát chôn máu bìa cả lai mà nhé bạn tập bèng ơi đại phía xa Việt Nam heo thật ra vinh nên ngày heo thật ra vinh dương nơi đã xa chung một đám ban ở khu to tê chỉ chụp bắp tụm lọp chỉ sử thị chân chết đám dương miên sức khăn ca đã xa phía xa xó xa và thoa và bây này bỏ dương bạn miên khô chú bạp bạn miên ấy tê chương dương hào khúc ra tập bèn của bạn dương hào thật trả vinh của bạn đây bóng 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 khá là gọt dô lực khá là được thả bây giờ tự chạp này là người tự chạp dưỡng nó chỉ chung mua dương xâm con chiếc đôi Việt Nam đôi chuồn chứng có coi miên ở chung mục dùng con bị đau bọc kế tôi bay cái đôi chung mục một tay cả lại đồng bọn khác cái nơi tại hào chung mục đàm hay đưa dương dương thay dương hào thao Việt Nam tao bị khô hợp tê hào dương bị khô hợp vì bảo mát kê tế vì mình tực ấy chỉ ca bảo mát hả nước muốn thì muốn dương mình đã score Việt Nam thì dương score đầy dương này chứ biện ấy dương pra tăng bị đo đôn ta rồi bao dương vì bạp nâng anh cả đòi máu vì bắt đầu chung mục từ chi Việt Nam chính vì nơi ta à biết vì muốn vì nơi tầm vì nơi ta đã đào vì ọt bạc tầm này còn thằng chung mục thầm mây chung mục chàng là bên đằng anh dựng hào mùi nào các bạn đây vì tầm mùi làn ngập bông phơ đầm na tam cào dưa mau bán chanh mau ấy bọn bốn khơi về để nhóm phơi cà mấy nơi cái lại mấy puli muối kèm đăng ký score chung vinh cao thì bọn đại hao rát mau qua đây ngồi thì hao máu nhóm hao chung nhóm chó hao mòn quỳ đấy ai dương không cho bạn ấy hao dương mòn quỳ quỳ đừng quỳ ấy quỳ xuống nom ấy nhóm về thay nhóm mình khô thấy hao tôi nhóm từng quỳ mình quỳ mấy chôn khmai dương sẽ lành vật thò khmai chứ dương miên vật thò là bỏ dương mà đàn anh dương từ sẽ lành vật thò bỏ tê dương miên vật thò bỏ bây này so xa bỏ dương hả tạo sinh nhan bỏ dương chứ dương ta theo rẻ xa đôi khai đi khai môn son ở đâu ta khai phụ chung ta khai phụ chung ta nguyên lan thẹp lương ở đấng đấng thầm miên bởi lý năng mục học xong rồi chăm lai chăm mơ mơ chỉ mơ mơ vừa lịch nà stia và chỉ miết stia rất là bươn mẹ lắm là bươn tờ hai sập hốc sập thì sập lớn thì phải ai rất hốc sập nhưng rất là phân nâng ở khổ là bươn thì để dừng ca bia tại vì nếu ô đi nơi chỉ phò tàng là hốt nết bong bồn khăm ai để cọt sờ lạnh khăm ai cào chẳng mau thưa bòn khai chùm chừng tới nẹt khla cọt miên sạch chiêm cọt chỉ khăm ai cào á rồi chỉ đôn chỉ ta bọc cọt nứng lọp chỉ khăm ai cào hay từ nâng khăm ai chừng tới bài mấy bài thiêng côn trao chảo tuột chảo luột chảo lìa ấy nâng nâng tới thì chừng tới cọt đâng gầm na thở gì chiêm cho chỉ khmai crom hay được chưa nói hãy cứ chọn mà lên khmai crom chọn mà lên khmai crom mà score mơ từ đây khmai đàn tay sẵn đo tận đây mê cung để sẵn bố ta đòi tên là Paul 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 đầm năm đám đô sài sài chúng ca cho ba đầm năm vì vậy na có chọn mau lên bạp nâng được về những tớ mau về đầm miên ba nhà hà bạp nâng tớ
ลักษณะกดคลาดเนี่ยคลาดกับเลงจองเฮียนเมาลานแทะเลิงมาอย่างเลิศลานแทะเลิงปรับมาอย่างเลิศจิตดอลกลายคือเสียจับให้มันดักสายกับวัดได้แมนหมอยโคทำไงแล้วกลายเข้าស្រុកកន្លងខេត្តប្រតិបៀងនេះខាងស្រុកកន្លងមិនមែនជាស្រុកកំណាតខ្ញុំទេស្រុកកំណាតខ្ញុំនៅខេត្តមាត់ជ្រូកនោះនេះស្រុកកន្លងកន្លងវៀតណាមគេហៅកាងឡុងដល់វត្តកោះដល់វត្តកោះហើយយើងដល់ស្រះគូហ៎ពោះពីវត្តកោះដល់ស្រះគូយើងចាំពួកគាត់នៅស្រះគូស្រះគូស្រះស្រីហ្នឹងណាហើយវត្តសំរោងឯងវត្តអីជាដើមនៅអ្នកមើលទេតាមដាននេះបងប្អូននៅតាមដានជាងបងប្អូននៅតាមដានតាមដានទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីសកម្មភាពហើយបាយណាបងប្អូនអើយទៅទ្រាំឃើញបងបងពូមីងអីអ៊ំយាយតាក៏ហូបបាយនៅក្រោយឡានមិញឃើញសង្ហេះសង្ហោចចំណោចចិត្តអាណិតពួកគាត់យើងជាម្ចាស់ស្រុកបើពេលឃើញពួកគាត់ជាភ្ញៀវគាត់មកហើយគាត់អង្គុយហូបបាយបែបហ្នឹងទៅឃើញអាណិតគាត់ជិះឡានក្រុងមកចង់លេងទឹកដីណោះពលិះនៅមុខមកមើលឃើញពលិះពលិះនៅមុខពលិះចរាចរណ៍នៅមុខយើងនេះពលិះចរាចរណ៍នៅមុខយើងពួកពលិះមាញ់ហ្នឹងណាមុខយើងយើងមើលបើមើលធ្វើម៉េចយ៉ាងគេដឹងថាឡានរបស់យើងដឹងថាឡានរបស់យើងអញ្ចឹងគេស្ទាក់លើតែមាននៅមុខពីរបីអ្នកទៀតតាមស្ទាក់ដាក់មរាស្ទះនេះកន្លែងស្ទះហ្នឹងឯងតាមយើងរហូតតាមក្រុមមើលយើង